vật nhiều hơn động vật, ăn nhiều chất xơ là cách giảm protein trong nước tiểu, giúp bảo tồn chức năng thận hiệu quả hơn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Kim Thanh, Trung tâm Tiết niệu Thận học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, protein trong nước tiểu là thành phần quan trọng của cơ thể, thực hiện vai trò vận chuyển và trao đổi muối nước, đồng thời duy trì độ cân bằng pH trong máu. Khi hàm lượng protein dư thừa, tình trạng protein niệm sẽ xảy ra, đặc biệt khi thận bị tổn thương do bất kỳ nguyên nhân nào, thành phần này có khả năng rò rỉ vào nước tiểu. Protein niệu là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận ở giai đoạn cuối, nếu tình trạng không được kiểm soát kịp thời sẽ làm thận bị mất dần đến chức năng, dẫn tới tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi. Trong đó, chế độ ăn uống hàng ngày có tác động rất lớn tới hiệu quả giúp kiểm soát lượng protein cũng như ngăn ngừa bệnh tái phát một cách đáng kể. Bác sĩ Kim Thanh gợi ý những người mắc bệnh thận nên chọn ăn những thực phẩm có nguồn gốc từ đạm thực vật, ưu tiên đạm thực vật 70%, đạm động vật 30%. Đạm động vật nếu vượt quá tỷ lệ theo quy định sẽ làm tăng áp lực trong cầu thận, dẫn tới giảm tuổi thọ và các đơn vị cấu trúc chức năng của thận. Trong khi đó, nguồn protein thực vật lại mang lại nhiều lợi ích tích cực, cụ thể lòng co tiểu động mạch, làm giảm áp suất trong cầu thận, giúp tăng tuổi thọ, cải thiện chức năng của thận. Với người mắc bệnh thận, để đảm bảo một chế độ dinh dưỡng phù hợp, tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh, bác sĩ có thể cá thể hóa điều trị dinh dưỡng cho từng bệnh nhân. Một số thực phẩm được bác sĩ khuyến khích người bệnh thận nên lưu ý bổ sung. Đậu nành, đây là thực phẩm chứa nguồn đạm tốt, khá an toàn với người bị bệnh thận, không giống như lượng đạm ở động vật. Protein từ đậu nành không chứa cholesterol và ít chất béo bão hòa. Thực tế, một nghiên cứu đã cho thấy chế độ ăn 30% protein từ đậu nành và 30% protein từ thực vật khác sẽ mang lại hiệu quả đáng kể cho người bị bệnh. Không chỉ riêng protein niệm sẽ được kiểm soát, chức năng thận cũng sẽ ổn định hơn. Vì vậy, người bệnh nên dùng đậu nành nguyên chất trong thực đơn hàng ngày, kết hợp với điều trị theo pháp đồ của bác sĩ để ngăn chặn bệnh tiến triển. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng là cần phải tránh dùng những sản phẩm từ thịt, phô mai làm từ đậu nành được chế biến sẵn. Những thực phẩm này có nguy cơ cao chứa nhiều natri và một số thành phần gây hại khác, không tốt cho sức khỏe cũng như tình trạng của bệnh. Hạt lanh là nguồn cung cấp protein thực vật chất lượng cao, axit béo omega 3, không chỉ tốt cho tim mạch mà cả những người mắc bệnh thận mãn tính. Nhiều nghiên cứu cho thấy hạt lanh có khả năng làm giảm protein niệu và lượng protein mất qua nước tiểu, kiểm soát tình trạng tổn thương cầu thận hiệu quả. Thực phẩm giàu chất xơ, đây là nguồn thực phẩm mà người mắc protein niệu nên chú ý bổ sung mỗi ngày, khuyến nghị tối đa 55g mỗi ngày, đặc biệt là rau xanh. Khi chức năng của thận bị yếu dần đi, sẽ dẫn tới tình trạng toan chuyển hóa, tăng phốt phát máu, tăng kali, tăng huyết áp, loãng xương. Do vậy, người mắc bệnh cần phải cung cấp đầy đủ chất xơ, kiểm soát rối loạn trên. Tuy nhiên, với tình trạng protein niệu, người bệnh cần phải tránh xa các loại củ quả có dầu kali, chẳng hạn như cam, khoai tây, rau lá xanh, rau chân vịt, cải xoăn. Bên cạnh những thực phẩm nên ăn, người mắc bệnh thận mãn tính cần phải nên tránh những loại thực phẩm chứa nhiều muối, đường carbohydrate tinh chế. Cụ thể, người trưởng thành khỏe mạnh nên hạn chế tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày. Nhưng với người mắc bệnh thận mãn tính nên tiêu thụ thấp hơn 3g muối để kiểm soát tình trạng bệnh. Trường hợp đặc biệt cần phải điều chỉnh lượng muối theo kết quả xét nghiệm. Một số thực phẩm chứa nhiều muối bao gồm các loại dưa muối, phô mai, bánh quy mặn, thịt hun khói. Ngoài chế độ ăn uống, để kiểm soát lượng protein trong nước tiểu, người bệnh cần phải tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, duy trì tập thể dục đều đặn, kiểm tra lượng đường trong máu định kỳ, từ bỏ thói quen hút thuốc lá, tránh tự ý dùng các loại thuốc điều trị chống viêm.